Trong khi cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ráo riết tại Mỹ, thì ở một phần của châu Á, không ít tín đồ Hindu giáo của Ấn Độ đã cùng tập trung tại một đền thờ để cầu nguyện cho chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Cầu nguyện cho chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc đua trở thành tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Đó là những gì nhóm tín đồ Hindu giáo này đang thực hiện tại một ngôi đền thuộc Mumbai, Ấn Độ. Buổi lễ cầu nguyện kéo dài trong 3 giờ đồng hồ liền. Trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra, chúng tôi ở đây để dành khoảng thời gian linh thiêng này để cầu nguyện cho ông Donald Trump và chiến thắng của ông ấy. Tuần trước, một nhóm tín đồ Hindu giáo chính thống của Ấn Độ đã tổ chức buổi lễ cầu nguyện quy mô lớn tại New Delhi, mong muốn ông Trump sẽ giành thắng lợi trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đối mặt với khá nhiều chỉ trích từ cử tri Mỹ, thì Donald Trump dường như lại khá được yêu thích tại Ấn Độ. Trong một phát biểu của mình hồi tháng trước trong sự kiện văn hóa tại New Jersey, ông Donald Trump đã tuyên bố tôi yêu Hindu giáo. Động thái này đã giúp ứng viên đảng Cộng hòa nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng người Ấn trên đất Mỹ. Hiện tại có đến 80% người dân Ấn Độ theo Hindu giáo và có khoảng 30 triệu người theo tôn giáo này đang sống ở hải ngoại.